Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Giải bài toán phát triển nhà ở xã hội. BASAT liên kết đào tạo nghề, tăng cơ hội việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Trong phần tin quốc tế, Indonesia thử nghiệm bữa trưa miễn phí cho học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 1 tháng 3, lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Tới dự có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành cùng các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh. Năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện, tập trung chỉ đạo huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí. Tại lễ ra quân huấn luyện, lực lượng vũ trang tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành ba nhất và thực hiện phong trào thi đua quyết thắng hướng tới Đại hội thi đua quyết thắng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia diễu binh, biểu diễn võ thuật. Sở Y tế Lào Cai vừa tổ chức cuộc họp liên ngành với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, lãnh đạo và cán bộ phụ trách triển khai đề án số 06 của 5 bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố. Theo báo cáo kết quả thực hiện 3 mô hình trong đề án 6 của ngành y tế, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip đạt 73,52%. 100% cơ sở y tế thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy chứng tử phục vụ các dịch vụ công thiết yếu. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt còn thấp. Công ty cổ phần giải pháp công nghệ TAG đã giới thiệu mô hình kiosk khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip và sinh trắc học khuôn mặt có các chức năng chính, gồm đăng ký khám bệnh, tra cứu dịch vụ, thanh toán viện phí, hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ, không tiền mặt. Ngành Y tế Lào Cai sẽ nghiên cứu kỹ hơn về mô hình kiosk để đề xuất tham mưu cho tỉnh có phương án triển khai phù hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả của đề án 06 về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội là một trong những tiêu chí quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương. Tại tỉnh Lào Cai, bên cạnh các dự án đang được triển khai tại thành phố Lào Cai, thì thị xã Sapa cũng là đô thị đang phát triển nhanh. Nhu cầu về nhà ở xã hội dự kiến sẽ tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu của người dân. Cùng với triển khai các cơ chế chính sách phù hợp, tỉnh cũng đang nỗ lực kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phân khúc bất động sản mang ý nghĩa quan trọng về mặt xã hội này. Để sở hữu một mảnh đất tại thị xã Sapa, người dân cần có số tiền từ vài tỷ, thậm chí cả chục tỷ đồng, tùy địa điểm. Đây là nguồn tài chính quá lớn và gần như không thể đối với những người làm công việc lễ tân như anh Hòa. Bởi vậy, 10 năm qua, anh Hòa vẫn đi thuê phòng trọ. Nhưng giờ đây giấc mơ sở hữu một căn hộ đang dần thành hiện thực khi anh thuộc diện được ưu tiên mua dự án nhà ở xã hội tại Sapa. Cái giá thành đất đai ở trên Sapa thì nó rất là đắt đỏ. Để mà mình mua được thì chắc là phấn đấu cả đời cũng không mua được. Nếu mà có dự án nhà ở xã hội này thì chắc là có thể phấn đấu thì là mua được vì mình cũng dành dụm được vài 300 triệu. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai tại thị xã Sapa với tổng số 182 căn. Dù đang hoàn thiện, mới công bố bán, nhưng dự án đang tạo sức hút khi nhận được nhiều hồ sơ đăng ký mua. Đa phần khách hàng là cán bộ, công nhân, người lao động, những người có thu nhập trung bình nhưng có nhu cầu mua nhà ở thực. Để đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, quy trình xét duyệt hồ sơ diễn ra rất chặt chẽ, theo nhiều bước. Quy trình mua bán nhà xã hội này thì hoàn toàn là được công khai minh bạch để có thể hướng đến đúng đối tượng mà cần vì đã được xét duyệt qua bên phía phường, xã, đơn vị nơi khách hàng công tác. Sau đấy lại được bên phía sở xây dựng họ thẩm duyệt. Rồi sẽ sau khi thẩm duyệt xong sẽ được công khai trên website của sở xây dựng. Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, giá phù hợp với khả năng chi trả của các hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, khu vực đô thị và công nhân người lao động. Đi kèm với mục tiêu này là những cơ chế đặc thù. Tranh thủ chính sách từ chính phủ, Lào Cai đang thu hút doanh nghiệp đầu tư vào dự án nhà ở xã hội với các chính sách cụ thể như ưu tiên mặt bằng sạch, hỗ trợ tối đa về thủ tục pháp lý. Lựa chọn các cái đơn vị có năng lực, uy tín để tiếp tục triển khai nhà xã hội, phối hợp với chủ đầu tư để làm sao để công trình được sớm được triển khai thi công sớm nhất và công trình đảm bảo được chất lượng cũng như hoàn thành tiến độ theo quy định. Năm 2024, tỉnh Lào Cai tiếp tục phê duyệt 2 dự án nhà ở xã hội với tổng số 824 căn hộ. Tỉnh cũng quan tâm hỗ trợ để những người có nhu cầu thực dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dự án nhà ở xã hội. Những nỗ lực này không chỉ đảm bảo chính sách mang ý nghĩa thiết thực về mặt xã hội, mà còn giúp cho thị trường bất động sản ở phân khúc khách hàng này khởi sắc hơn trong năm mới. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết thị trường hoa cây cảnh trầm lắng hơn, một số loại hoa giá giảm từ 20 đến 30%. Tại thành phố Lào Cai, các loại hoa giảm mạnh từ 20.000 đến 30.000 đồng một chậu như hoa hồng giá 80.000 đồng một chậu, hoa bổng 50.000 đồng một chậu, hoa ngũ sắc 100.000 đồng một chậu, mai địa thảo giá 70.000 đồng một chậu và thọ môn giá 130.000 đồng một chậu. Hoa sen đá cũng rất được ưa chuộng do đặc tính thích nghi cao với môi trường khô hạn nên rất dễ trồng và chăm sóc, phù hợp trồng trong nhà hay trang trí bàn làm việc, giá chỉ từ 40 đến 80.000 đồng một chậu. Một số chậu cây để bàn làm việc như cây hạnh phúc, kim tiền cũng có giá hợp lý, từ 100 đến 200.000 đồng một chậu. Ngoài ra, các loại cây cảnh thân to lớn có giá thành cao hơn và ổn định quanh năm như chậu thiết mộc lan, cây phát tài, giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một chậu. Các gốc si to hay cây tùng la hán giá có thể lên đến vài chục triệu đồng. Theo kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2024, 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính sẽ được triển khai thanh toán trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cùng với đó, mục tiêu tới năm 2024 sẽ cung cấp tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt tối thiểu 60%. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến sáng tạo, hiệu quả, toàn diện, bám sát các mục tiêu yêu cầu của Trung ương và của tỉnh, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp cần đảm bảo nguyên tắc lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Lào Cai là một trong những trung tâm nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng có uy tín của cả nước. Trong đó, một số giống cây ăn quả ôn đới được các tỉnh có khí hậu tương đồng đặt hàng. Hiện trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà đang duy trì nguồn vật liệu mới, lai tạo ra các giống cây ăn quả ôn đới như tập đoàn giống đào, lê, mận. Trong các biện pháp kỹ thuật lai tạo để rút ngắn thời gian nghiên cứu, đơn vị ưu tiên sử dụng phương pháp ghép tạo ra nguồn giống mới. Đặc biệt, Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai với năng lực sản xuất mỗi năm khoảng 20 vạn cây ăn quả các loại, đáp ứng nhu cầu của nông dân trong tỉnh, đồng thời cung ứng cho các tỉnh trong khu vực. Việc đa dạng giống cây ăn quả cũng là điều kiện để nông dân giải vụ phát triển trên quy mô lớn. Hiện toàn tỉnh có hơn 3.500 hectare cây ăn quả ôn đới, tổng sản lượng đạt 3.159 tấn, cho nguồn thu gần 100 tỷ đồng mỗi năm. Thời gian qua, việc liên kết đào tạo nghề đã góp phần tăng cơ hội việc làm, đảm bảo thu nhập cho lao động sau học nghề. Điều này cũng góp phần cùng với các địa phương giải quyết hiệu quả tiêu chí thu nhập lao động việc làm. Thành công trong liên kết đào tạo giữa huyện Bát Sát và Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam được phản ánh sau đây là một điển hình như thế. Học hết trung học cơ sở, Lầu A Cử, thôn Ngải Thầu, xã Diền Thàng làm hồ sơ xin học hệ sơ cấp tại Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam. Về trường học, ngoài được miễn phí toàn bộ kinh phí đào tạo, chỗ ở và tiền ăn hàng ngày, tùy theo kết quả học tập và rèn luyện, Cử còn được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí với mức tối đa 1 triệu đồng một tháng.
Bạn bè và thầy cô giới thiệu làm hồ sơ xong xuống đây học, điều kiện học tập ở đây là rất tốt và em mong là sau này em đi học xong là giúp được một phần cho gia đình. Từ năm 2020 đến nay, thông qua liên kết tuyển dụng, đào tạo nghề đã có hơn 500 lao động của Bát Sát được tuyển dụng và làm việc tại các doanh nghiệp than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam với thu nhập khá ổn định. Thu nhập của em tính trung bình 22 công một tháng của em là được 25 đến 30 triệu trên một tháng. Xuống làm thì mình giúp đỡ nhiều trong gia đình. Năm 2024, huyện Bát Sát phối hợp với Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam tuyển dụng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hơn 150 lao động địa phương. Việc đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển sinh, đảm bảo việc làm sau đào tạo được nhà trường, chính quyền địa phương quan tâm. Định kỳ hàng tháng, hàng quý phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền cho con em người dân tại địa phương để giới thiệu về ngành khai thác than, rồi giới thiệu các em xuống trường để học tập và sau làm việc tại các công ty than trong tập đoàn than. Chúng tôi cũng sẽ phải lựa chọn các cái đơn vị có đủ điều kiện về chuyên môn, về năng lực và cũng chủ động phối hợp với các cái doanh nghiệp để chủ động trong cái việc mà rà soát, tư vấn và xác định cái số lượng sau khi đào tạo sẽ được bố trí vào làm việc. Việc phối hợp liên kết đào tạo nghề giữa chính quyền địa phương và các cơ sở đào tạo nghề không chỉ đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, gia tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Tại khoản 3 điều 17 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định các trường hợp cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bao gồm: có đơn xin thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, không đảm bảo sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, không chấp hành nhiệm vụ được giao theo sự phân công, huy động của công an cấp xã từ 2 lần trở lên mà không có lý do chính đáng, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và đã bị công an cấp xã nhắc nhở bằng văn bản từ 2 lần trở lên mà vẫn tiếp tục vi phạm. Vi phạm pháp luật hình sự đã có quyết định khởi tố bị can hoặc bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Tiếp theo chương trình, đằng sau câu chuyện giá cà phê cao kỷ lục. Sáng kiến giúp người vô gia cư chống chịu nắng nóng. Thay vì được khoanh nuôi, bảo vệ theo quy định, nhiều diện tích rừng ở khu vực bản Hồi Tố, xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã bị chặt phá. Cả một khoảnh rừng rộng lớn, nhiều cây gỗ bị đốn hạ, toàn bộ diện tích rừng đã bị khai thác này thuộc bản Hồi Tố và nằm trong lâm phận được khoanh nuôi xúc tiến tái sinh để phục hồi rừng bằng các biện pháp bảo vệ chống chặt phá. Nhiều năm nay, khu vực rừng này được giao cho xã Mai Sơn trực tiếp quản lý và được hưởng tiền chi trả từ dịch vụ môi trường rừng. Việc phá rừng được khoanh nuôi bảo vệ tại tiểu khu 512 thuộc địa bàn bản Hồi Tố, xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cần được làm rõ. Bởi trên thực tế, diện tích rừng bị chặt bỏ ở đây lớn hơn rất nhiều so với con số 0,4 hectare mà địa phương và kiểm lâm đưa ra. Hai tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 59,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Như vậy, hoạt động xuất khẩu đang sôi động trở lại, tạo đầu ra cho sản phẩm trong nước cũng như bảo đảm cán cân thương mại lành mạnh. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 2 tháng qua, thì nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 52,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm 88,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là diễn biến cho thấy sự tích cực chuyển dịch đúng hướng của nền kinh tế nước ta. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 17,4 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,9 tỷ đô la Mỹ. Thị trường cà phê Việt Nam chưa bao giờ ghi nhận mức giá cao kỷ lục như hiện nay, từ nguyên liệu cho đến xuất khẩu, ước tính giá nguyên liệu cà phê đã tăng gấp đôi, giá xuất khẩu tăng gần gấp 3 lần so với đầu năm trước. Hiện giá cà phê tươi đã tiến đến mốc cao kỷ lục chưa từng có, trên 80.000 đồng một kg, gấp đôi so với đầu năm trước. Giá cà phê xuất khẩu cũng bật tăng, đạt trên 3.000 đô la Mỹ trên một tấn với cà phê Robusta, giúp toàn ngành thu về gần 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm.
Kỳ tích này một phần đến từ việc cà phê Việt đã liên tục cải thiện chất lượng. Robusta, đây là một trong những cà phê tốt nhất hiện nay. Nông dân làm rất là tốt cùng với liên kết với các doanh nghiệp. Thì cà phê xanh ngày hôm nay nó đã khẳng định được và nó tăng được cái giá trị từng năm. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, mức giá này còn đến từ việc mất cân đối cung cầu khi tồn kho cà phê thế giới thấp kỷ lục, buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để thu mua, trả hợp đồng. Căng thẳng tại Biển Đỏ cũng là chất xúc tác để giá cà phê toàn cầu đạt đỉnh. Tuy vậy, không phải tất cả các doanh nghiệp đều được hưởng lợi, thậm chí còn mất đơn hàng vì giá tăng đột ngột. Mất đi khoảng 4 cái đơn hàng quốc tế. Khi mình báo giá thì cái tình hình lúc trước giá khác, bây giờ cái giá nó tăng lên gấp 3 lần. Thì mình lại báo giá theo hiện tại thì là mình bị rớt những cái đơn hàng. Mặc dù đem lại nguồn doanh thu lớn nhưng giá cà phê tăng cao cũng gây mất ổn định chuỗi cung ứng khi tái diễn tình trạng bể kèo giữa nông dân và thương lái, giữa doanh nghiệp thu mua với nhà xuất khẩu. Ai cũng thận trọng trong một cái môi trường giá cao. Cho nên là mọi người đều cố gắng làm nhưng mà cái volume, cái sản lượng nó sẽ giảm đi và mọi người đều phải rất sức là thận trọng. Giá tăng cao cũng là dịp để đưa cà phê Robusta về giá trị thật và khi đó người nông dân sẽ tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cà phê, không chặt bỏ cà phê trước sự hấp dẫn của nhiều cây trồng khác. Tin thế giới, ngày 29 tháng 2, một trường học ở tỉnh Banten, miền Trung Indonesia đã thử nghiệm chương trình bữa trưa miễn phí một ngày, được xác định có thể làm tiền đề cho việc mở rộng triển khai chương trình này trên phạm vi cả nước. Theo chính phủ Indonesia, cuộc thử nghiệm một ngày này là sáng kiến của giới chức địa phương, nhưng có mục đích thể hiện những vấn đề cơ bản của chương trình trước khi được áp dụng trên toàn quốc. Ở cấp độ quốc gia, thử thách với chương trình bữa trưa miễn phí là việc ưu tiên cho học sinh cấp 1 và 2 ở ngoại ô và nông thôn. Do đó, thử nghiệm lần này là rất quan trọng vì sẽ được áp dụng ở nhiều khu vực khác. Hiện cũng có ý kiến ở Indonesia cho rằng chương trình bữa trưa miễn phí này dự kiến có chi phí lên tới gần 8 tỷ đô la Mỹ trong năm đầu tiên thực hiện, có thể làm gia tăng hơn nữa thâm hụt ngân sách của nước này. Nghiệp đoàn Verdi đại diện cho người lao động trong lĩnh vực vận tải công cộng của Đức lại kêu gọi nhân viên hãng hàng không quốc gia Lufthansa đình công 3 ngày trên phạm vi toàn quốc từ ngày 28 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3. Verdi, một trong những công đoàn lớn nhất nước này, đã kêu gọi đình công sau khi yêu cầu tăng lương cho nhân viên Lufthansa vẫn không được hãng đáp ứng sau các cuộc thương lượng tập thể với công đoàn. Verdi yêu cầu tăng lương 12,5% cho 25.000 nhân viên mặt đất, trong khi Lufthansa đề nghị chỉ tăng lương 10%, mức tăng mà 96% nhân viên từ chối, cho rằng không phù hợp với lạm phát ở Đức và không công bằng so với mức tăng lương được đề nghị đối với phi công. Từ nhiều tháng qua, nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã phải hứng chịu nhiều cuộc đình công lan rộng trên toàn quốc. Trong bối cảnh nắng nóng và mùa hè ngày càng gay gắt ở Australia, một nhóm nghiên cứu của Đại học Sydney đã có sáng kiến giúp bảo vệ người vô gia cư, một trong những đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương nhất. Các trung tâm làm mát di động đầu tiên của Australia được thiết lập vào những ngày nắng nóng ở các công viên thành phố gần nơi những người vô gia cư hay tụ tập. Dù nhiệt độ lên tới 39 độ C tại nhiều khu vực ở Sydney trong ngày 29 tháng 2, nhưng những người vô gia cư vẫn có nơi trú sạch đẹp mát mẻ. Trung tâm sẽ cung cấp thức ăn, quạt, nước lạnh và không gian trò chuyện. Trong một số ngày, xe tải chở thực phẩm cũng sẽ được bố trí gần đó. Theo nhóm nghiên cứu, tình trạng nắng nóng gay gắt khiến nhiều người tử vong hơn bất kỳ thảm họa tự nhiên nào khác. Những sườn đồi, những con đường tại vùng Riviera phía đông nam của nước Pháp, những ngày này ngập tràn sắc vàng rực rỡ của hoa mimosa. Cuối tháng 2 được xem là giai đoạn hoa mimosa nở rộ nhất và đẹp nhất tại vùng Riviera. Nhờ khí hậu nắng ấm của Địa Trung Hải, cây mimosa phát triển tốt và mang đến một chiếc áo khoác tự nhiên màu vàng rực rỡ cho địa phương mỗi mùa hoa về. Bên cạnh đó, tại lễ hội hoa mimosa, du khách có cơ hội xem những đoàn diễu hành, thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và mua những đặc sản của địa phương liên quan đến loài hoa này, chẳng hạn như tinh dầu, nước hoa, thực phẩm chức năng.
Loài hoa này thường được dùng làm món quà tặng phụ nữ tại Pháp vào dịp quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 như biểu tượng cho sự chân thành và lòng trung thủy. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 1 tháng 3 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, trời rét, có mưa rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc tại đây. Những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.